Rồi hôm nay chủ nhật xe về khá nhiều quý anh chị. Đến với cửa hàng xe máy Thái Bảo, một địa chỉ quen thuộc anh chị đã từng đến và anh chị đã coi YouTube và chưa được coi YouTube. Thì hôm nay em về số lượng xe là cảm ơn khách hàng đã ủng hộ em rất là nhiều. Thì hôm nay em về là dòng xe ga cũng khá là nhiều nè. Rồi và xe số này em về cũng nhiều tại vì anh chị ủng hộ em nhiều. Thì em phục vụ anh chị một cách tốt nhất, cứ cũ đi mới về cho bà con cô bác anh chị mình chia sẻ những xe tình thương. Hôm nay chắc không có xe không đồng anh chị ơi. Hôm trước em kia em có bán, em chia sẻ cho hai xe không đồng, hôm nay xe không đồng em lại chưa về được. Nhiều lắm nghe. Quá trời đất luôn. Sâu và xa. Chào quý vị, anh chị trở lại với kênh YouTube xe máy Thái Bảo chủ nhật ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho Thái Bảo xin chúc quý anh chị cùng bà con cô bác trên mọi miền Tổ quốc một ngày bình an, đại bình an và hạnh phúc bên gia đình cùng người thân. Trở lại với cửa hàng xe máy Thái Bảo, cửa hàng xe máy Thái Bảo bán xe máy cũ thập cẩm tầm trung độ có sử dụng với quý anh chị. Cửa hàng bán xe từ 1 đến vài chục triệu, hỗ trợ khách hàng yêu của mình trong toàn lĩnh vực công nhân, văn phòng, học sinh, sinh viên, tất cả văn văn đều dùng xe của cửa hàng xe máy Thái Bảo được khách hàng quý anh chị. Và thứ đặc biệt đến hàng xe máy Thái Bảo thì như thường lệ cửa hàng xe máy Bảo bán xe cũ có bảo hành, xe dưới 10 triệu bảo hành 6 tháng, trên 10 triệu bảo hành 1 năm. Nói là thực tế, nói như làm. Cái thứ hai nữa, hàng xe máy Thái Bảo là có 3 món quà tặng khách hàng: kiến đấu và nhật. Kiến thì hỗ trợ cho xe, nhất là xe còn có thể hỗ trợ cho con người. Và vấn đề của anh chị là cửa hàng em bán xe cũ nhưng được trao đổi lại trong tuần tới 10 ngày. Ví dụ anh chị mua chiếc xe của em chạy nó mòn không cần, cảm thấy nó không vừa, thấy mình như thế nào đó có một sơ suất nhỏ hoặc là anh chị không thích xe đó, cứ quay lại cửa hàng đổi xe khác, giá vẫn niêm yết không lỗ. Anh chị đổi xe 10 triệu, mua 10 triệu đổi 12 triệu, phụ cho em 2 triệu, lấy xe 8 triệu phụ là chị 2 triệu. Tại vì em đã niêm yết giá trên biển số, không nâng giá và không hạ giá để anh chị khỏi bị thiệt thôi. Thứ nhất là xe của em á, đổi là em không giảm giá đã niêm yết nha quý anh chị. Quý anh chị luôn nhớ và đến cửa hàng xe máy Thái Bảo thì trong lúc em làm YouTube này thì có những cái lĩnh vực nhiều khi là có một lời sơ suất hay những cái lĩnh vực gì đó thì mong quý anh chị không cảm bỏ qua trong. Và cửa hàng xe máy Thái Bảo thì có trao đổi xe tại nhà tại quê hương chị luôn. Anh chị ở đâu thì cứ chụp hình xe gửi qua em, cảm thấy được hai bên mình trao đổi nhau, em ship xe về chị cho anh chị. Còn riêng bên em mà trong lúc qua YouTube số lượng xe đâu có nhiều, không được rõ lắm rồi quý anh chị, thì quý anh chị yêu mình cứ chọn xe nào kết bạn Zalo cùng em và điện thoại nó kết bạn Zalo số đó, coi chiếc xe đó người ta em sẽ chi tiết gì rõ ràng được từ lòng từ hai phía, em sẽ gửi đến địa phương thì một cách tốt đẹp nhất và chia sẻ cùng anh chị. Và để tiếp tục review xe hôm nay như thường lệ thì em không để anh chị phải chờ đợi lâu, thời gian mất lòng. Bên em bán hàng thì có địa chỉ rõ ràng anh chị, một con đường, một địa chỉ, một người chủ hàng cứ bán cho chị, chúng ta bán trên mạng một cách mờ ảo, có nghĩa là anh chị cứ tin tưởng về cửa hàng của em. Bán hàng là bán rất là nhiều, chúng ta đứng một cây xăng hay chỗ nào đó chụp cái xe đến chị chuyển tiền đó là lừa gạt. Còn bên em bán hàng thực tế nó thẳng chị luôn, là trực tiếp tại cửa hàng, anh chị cứ thẳng về địa chỉ và số điện thoại trên màn hình của em, ok 100% để hỗ trợ anh chị hết mình. Và để tiếp tục review xe hôm nay, các bạn review chương trình những chiếc xe đã có mặt trong cửa hàng hôm nay. Rồi những chiếc xe đã về trong có mặt trong cửa hàng hôm nay. À. Đó, tiếp tục review xe hôm nay thì mở màn đầu tiên. Em giới thiệu anh chị một con quay Alpha 2004. Xe này mới vô cái mặt nạ. Không có bẩn trong bẩn ngoài, không có mặt nạ anh chị. Mua ba cái này là 1 triệu mấy nghe, mới vừa mua xong, đúng đồ hãng. Không hãng là thằng Phương nó báo hãng mà báo bại là không được. Đó. Niền cô si còn hết quý anh chị đó, niền đầm cô si còn hết nghe. Đầu là em nhìn chưa rớt luôn anh chị, đầu chưa rớt luôn nghe. Đó. Xe em nhìn vô em chưa coi, mới xe vừa mới vừa về luôn, nóng hổi luôn anh chị. Mới vừa về luôn. Đó. Thiếu bộ tem nghe, bộ tem sẽ hỗ trợ anh chị, bộ tem luôn, em đặt bộ tem hỗ trợ anh chị. Lốc trắng 204 chữ ngang nghe. Đó, chính xác mở màn con của Alpha cho anh chị còn coi, vàng lông vàng lá rất liền. Để em mở cái yên em nổ máy thì khỏi nổ, xe này khỏi nổ máy rồi. Nghe mở cái yên cho chị mà cùng coi này đó. Nó mới tổn tuần tôi là địa đó. Yên này em mới đem về chưa được nước lạnh nữa. Đồ rất đẹp nghe, sáng giới. Cái nào đèo xe, nói chung là giá được 51x5 với thành phố anh chị. 11 thì em không bớt, tới hàng chia sẻ anh chị 500. À còn để em ship đi là em không bớt, cây bô cũng còn đẹp lắm nghe. Đi cặp phục filter ring, niền trước niền sau, đầm trước đầm sau còn hết bô còn. Lốc còn chưa săn dặm bắn túc, chỉ thiếu bộ tem. Chị bill con đầu tiên thì anh chị cái chốt alo cùng em con xe này. Thì trong lúc bán hàng thì có con này con kia. Thì như cửa hàng xe máy Thái Bảo thưa quý anh chị bán hàng á, là không phải mình bán hàng cao hay là thấp,
nhưng quan trọng là chất lượng và định mức giá trị hợp lý vừa tầm với nhau. Chứ không phải mình bán xe nó vượt quá chỉ tiêu vài ba triệu thì không ai mua của mình, anh chị đúng không? Nhưng mà hơn nhau 500-300 ngàn một chiếc xe thì anh chị phải cần cân nhắc bên cửa hàng của em về là kiểm tra chiếc xe từng chi tiết nhỏ. Có nghĩa rằng là vỏ bánh này, rồi đèn còi xi nhan, bình đề, dây công đồng ở đây em đều hỗ trợ từ anh giấy hết cho anh chị. Thì anh chị nhìn có một chiếc xe vận hành tốt, kể cả xe em ship đi, chứ không phải anh chị thấy một chiếc xe nó rẻ hơn 1 triệu mà vội vàng chốt một cái, đầu thì cổ thì cũng rơ, đầu thì cũng lỏng nhau, dĩa thì cũng mòn, nó thiếu rất là nhiều. Vậy anh chị nhìn và tận từng chi tiết chiếc xe đó, thì em chỉ mong rằng anh chị kết bạn Zalo cùng em cho anh chị coi về cái tổng chi tiết của chiếc xe để em sẽ hỗ trợ anh chị một cách tốt hơn. Và em ship đi cũng rất là nhiều và chia sẻ cho anh chị yêu mình. Và đặc biệt hôm nay em về một con Wi-Fi thì gọi là Wi-Fi đầu rồng anh chị, mà nó đẹp như rồng luôn á. Đó, 51M7-2149. Chiếc xe này, đó anh chị coi nè, đùm niền vỏ bánh tem bọng lốc là đẹp, cực kỳ phì nhiêu luôn anh chị. Đó, em cho anh chị coi luôn. Đó, nó đẹp nè, nó thẳng bốc luôn. Trời đương nắng đây nhưng vẫn quay, bây giờ cũng gần trưa rồi anh chị. Bô bọng này, đùm cỏ này. Tại sao cái giá vượt mất và cái máy anh chị khỏi bàn, đầu nồi chưa rất mấy tin. 13 triệu em giảm 5 xịn anh chị. Chứ không phải em bán mà không giảm đâu, người ta gà em giảm thêm tính nữa đó. Vì ông khoe rồng, pha rồng rất là khó kiếm nhưng mà không khoe nó quá liền. Nhờ em đi cái dòng bên này thôi. Chị Biêu có con gì mà có gì giá cả anh chị cái tham khảo về cái giá cả giùm em nghe, về chất lượng em đưa ra là như thế nào. Thì bên cái hàng xe mẫu bán tế bảo bán hàng cũng nói thiệt bên chị thôi, mình nói bán hàng là phải có chút tâm đức, có nghĩa rằng nghề xe cũ này nó giống nghề bác sĩ, biết bệnh thì nên cho hết bệnh đi để đưa anh chị một chiếc xe vẹn toàn hơn. Đôi khi anh chị tới lấy một chiếc xe tại sao em diễn tả kỹ và trên Zalo như vậy, anh chị ở xa các nơi anh chị tới nhưng mà em diễn tả chiếc xe không đúng anh chị cũng buồn đúng không anh chị? Em phải nói cụ thể để anh chị bỏ ngày công đi, anh chị không bao giờ thất vọng về thái bảo. Còn nếu anh chị đến một chiếc xe không vừa ý mình thì cũng có nhiều khách hàng, cũng có nhiều anh chị cũng phiền hà là tại sao xe nó bị trầy. Thưa anh chị, chiếc xe cũ mà làm sao tính vẹn toàn được 100%, chỉ có xe dỗ mới 100% thôi. Máy bay em bay trên trời còn cũ, em nói thật, cái xe chỉ đi dưới đất làm sao nó không trầy, một vài đốm nhỏ như không trầy mà có vài chút xước xước. Anh chị cũng nói là sao xài xe trầy, nhưng mà để đặt lòng tin vào khách hàng của em, anh chị nên nhớ chiếc xe nào có trầy xước một chút xíu, chiếc xe là nguyên thủy nguyên vẹn, chưa cấn động, chưa té ngã em bao anh chị. Còn những xe mới can, tất nhiên nhiều khi bị tai nạn anh cũng chuyện đâu biết, mua xe cũ mà mua lầm bán không lầm đâu anh chị. Nhưng mà về rồi nó trầy tài le tò lo hết trơn rồi, trong đó là bẻ hết trơn cột dây hắn kẽm gần tầm lâm, anh chị mua xe cái mở dàn áo coi bao giờ không. Nhưng xe của em chị thích em mở anh chị coi tại chỗ luôn, nó có thấy hài lòng mua không hài lòng thì anh chị ra về em nó tiễn anh chị một đoạn ra về em bao xe anh chị gì luôn cũng được, không sao hết. Bây giờ tiếp tục em về một con hai cho te anh chị. Con hai cho te này thì nói chung là phiên bản đẹp độc quyền luôn. 68T1 này, 8 triệu rưỡi em không bớt nghe. Chút em cho anh chị con hai cho te em đương nổ cái đó, con hai cho te kia em có hai cho te khách đương coi 4 triệu rưỡi. Ngoài kia có hai cho te 4 triệu rưỡi anh chị, nhưng mà con này 8 triệu rưỡi. Tại sao? Máy móc riêng, đầu nồi chưa rất riêng nguyên tập luôn, đời cao 2012 nghe anh chị. Hai cho te này đó, tem bông còn hết. Nó cũng có trầy một vài chút nhỏ anh chị, còn máy móc thì em bao anh chị luôn. Tại sao hai cho te mà giá cao ngất ngẩn như vậy anh chị? Vì nó quá đẹp. Còn con ngoài kia thì em bán có 4 triệu rưỡi, nó cũng là giá bình thường, nó nửa tiền của con này. Thì anh chị biết tiền nào của đó. Chưa rửa luôn quăng ra anh chị ạ. Hai cho te. Nam về cũng nhiều nhiều xe nhưng mà thôi để chia sẻ những cái dòng xe nào cho anh chị để bên chị trước đã. Bên em chơi cầu cầu cho cháu bữa nè. Anh nào ăn cầu cầu cho cháu vô chuyện với em nè. Chim Thái City, chim lùn Super, 81 Custom. Tất cả đều có trong cửa hàng em đã về được về chia sẻ cho anh chị yêu nè. Rồi đem vô trong trong này em làm mấy con trong này ra đi. Bắt đầu từ nó 81 City nè. Xăng Dân DH rồi 78 cánh án 67 CD Win Ultra đủ thứ tùm lum hết. Đó cái này là cái siêu thị xe cỏ đó anh chị. Siêu thị xe cỏ luôn. Nhiều lắm anh chị ơi. Chờ một con tay. Bắt đầu tiếp tục review xe thì em sẽ review cho anh chị một con Quay 50 83 PT 33240. Chiếc Quay 2019 đẹp cực kỳ anh chị đây. 50 dùng cho học sinh này, anh chị nào không có bằng lái này, đi đường gần này, xe thẳng và đẹp. 10 triệu nghe. 10 triệu em không bớt, em giảm chị 500 tới hàng, chia sẻ 500 tiền xăng, tiền nhớt, tiền đáp cho anh chị nghe. Mà đặc biệt những quận khó khăn anh chị tới cửa hàng, anh chị muốn mua chiếc xe 11 triệu đi mà em hết lời luôn nha, em mua 10 triệu rưỡi rồi nha anh chị, có 10 triệu rưỡi em cũng bán luôn để làm chi. Đó là lời một cái tình cảm, anh chị còn mua thêm chiếc khác nữa chứ không phải bán hàng bên em mình. Bán xong có lời bán không lời thôi thì lượng khách hàng mình nó không có được anh chị ạ. Đấy. Thái Bảo lên sóng cho bà con mình đây, vỏ bánh này mới cỏ con đầm niền thẳng tân. Rồi, chỉ có 9 triệu rưỡi đa lim anh chị. Đúng hàng đa lim 50 anh chị. Em bảo chính xác luôn, giấy đa lim, xe đa lim. Lốc đa lim chứ không phải dán đa lim đâu.
rất thẳng. Và như thường lệ thì có một con 68C1 này, 18549 Alux 125 2014. Chiếc xe này à, nó có trầy xước mới vừa lọc keo ra mà cũng ít trầy, là một vài đốm nhỏ anh chị, em mới làm bộ nồi, làm bộ bếp phun hết trở lại. Này làm hết trở lại đây. Chỗ này có trầy một chút nữa em quay rõ ràng chi tiết anh chị, đến chị ở xa tới không phải phiền lòng. Cái này có thể em dán một đường nhỏ màu đỏ đây là anh chị không bao giờ thấy được, nhưng em cho anh chị thấy điểm yếu của một chiếc xe. Nó bị nặng hay là bị nhẹ hay bị cắn hay bị ngã hay dắt vô nhà nó trầy thì anh chị mình cũng cùng chia sẻ cùng em. Chiếc này là 205 anh chị. Em bớt triệu. À, là còn 19 năm tới hay là còn 19 triệu thôi, đi xe một con cho vui này, còn 19 triệu 168C1 Alux 125 19 triệu, xe bảo hành 1 năm ngay quý anh chị. Rồi tiếp theo một con Liberty mới về. Đây màu hốt này, màu nhám, em chưa rửa nước lạnh thôi, còn bỏ đây. Liberty. Liberty này chị đó, liền lạc nha, liền lạc từ đầu đến chân, FI phun xăng điện tử. Chưa rửa luôn mới về bỏ đây. Chốt Liberty chạy vậy, máy ngon cực kỳ, nghe máy chiên nghe. 61K1 xe bầu bàng này, 02442 14 năm, em giảm 1 triệu. Còn 13 năm tới hay là còn 13 triệu bán chia sẻ cho anh chị yêu mình luôn. Tại hôm nay chủ nhật em live stream thì cũng phục vụ bạn quý anh chị mình trên mọi miền Tổ quốc, cũng như anh chị đã đồng ý đồng hành cùng chiếc xe cùng em. À, chị coi đó. À, thành thử là một tiếp theo là em thử live cho anh chị một con này là con chim thái chim đời nha anh chị. 4 số. Máy móc cực ngon. Anh chị đi làm này, chở máy hàng máy cắt chở hàng ha, vận chuyển hàng hóa là này, lốc Honda nha anh chị. Đúng chim thái đầu nồi bình xăng còn hết nha. Phục anh chị chở hàng là Vivo luôn. Ngày xưa có ba ga chở hàng nên người ta đi chở hàng em tháo ra thôi. Thì bây giờ đây, phục này 1.8 triệu một cặp, chân chống lớn. Biển số là 52L3 6695 6.8 triệu nó không bớt, nhưng tất cả em chia sẻ anh chị chút xíu, không sao hết, tiền xăng tiền nhất. Cái bồn chưa gắn gì nữa, trời quên cái bồn. Đó, lốc Honda này. Nồi còn nè, đầu nồng bình xăng còn hết nghe quý anh chị. Đó, một câu này có 6 triệu mấy bạc thôi anh chị ơi. Trời đất ơi, mua lúc đó mua chục cây bây giờ bán chưa đừng chỉ. Vàng đi 70 anh chị ơi. Vàng 70. Chia sẻ cùng em luôn. Xe gì coi đi anh, đục vô cái lựa con nào được em chia sẻ con đó cho, không sao đâu. Mua tiền còn nguyên trong nhà, xe còn nguyên túi, tiền túi xe còn trong nhà không sao hết. Tiếp theo này em về một con Jim Super đầu heo. Đầu heo này rất là đẹp thẳng tưng anh chị, mà trên cái đầu bàn thờ là có nứt rạng rạng, nó rạng chân chim anh chị ơi. Nó giống như là sân 3D đó. À sân 3D. Con đó 7 triệu mấy đó anh, con xe đó chở hàng hay đi làm là bá cháy luôn đó. Nó cũng như 7 triệu mấy xe Honda đó. Đó. Em thấy nhà em vừa quay vừa bán hàng. Chứ nhân viên em đi công việc hết sáng thì giao hàng nhiều, khách đông quá rồi đi giao xe hết trơn rồi. Em vừa quay mà khách vô không có ai tiếp, em lỡ cầm cái live stream thì em cũng like cho chị coi luôn. Super Rim đầu heo nè anh chị. Phiên bản hot nghe. Đó đó đó. Thẳng nghe, máy móc riêng đầu nồi chưa rớt, lốc riêng chưa sân dặm bắn túc. Em báo chính xác luôn. Báo cùng anh chị yêu mình này đó. Có gì coi đi anh, ấn chia sẻ cho có một em ở nhà chia sẻ cho em đừng live stream cái. 61C1 này, 57849, 57849 ngày 16 năm em không mất. Nhưng chị tới hàng em giảm cho 500. Em giảm chị 500 tiền tới hàng mua thôi, shop đi này rất là đẹp nha. Liền đèo xe, chứ không gọi là ken, nhưng là nó là gọi là xe đèo xe. Nóc đẹp. Rồi anh em về Nô 4, Nô 4 thì không mới, có trầy xước, không té ngã, không cấn động. Em bao anh chị mình không cấn động luôn, thắng đĩa nè. Rồi vỏ bánh dày cui nghe, đi làm thì bá cháy một chét luôn anh chị. Đó, chiếc xe này máy móc riêng đầu nồi chưa rớt nghe. Rất liền và rất thẳng nghe. Thẳng tân đó. Liền và thẳng. Chiếc xe này liền, rất liền và thẳng. Đó, 7 triệu em không bớt, tới hàng em giảm 500, 1.6 triệu rưỡi. 61D1 Dĩ An 6820. Nè lóc này anh chị, máy này viên, em bao máy viên nè, bao máy viên bảo hành anh chị 6 tháng. Thẳng một con xe này với một con Nô 4 giá tiền như vậy anh chị, vàng bữa nay 70, em bán 6 máy chứ đừng chỉ vàng anh chị ơi, cứ mua chạy đi. Rồi tiếp theo anh em về một con Kim Thái thì cũng khá được, nói chung đạt cũng đạt một chút nha. Đây em like cho anh chị một con Rim Thái này 53P1 này, 7984 này, Rim Thái này liền lắm nghe anh chị. Bô còn nè. Cây bô còn, rồi. Lốc đẹp nghe, cặp lốc rất đẹp, đầu nồng bình xăng còn. À, đầu cũng đẹp luôn. Nói chung xe còn liền lắm. Liền lắm, đều lắm. Giờ nói đẹp thì bây giờ em chặt cho anh chị coi Rim Thái đẹp 50 triệu luôn. À, nó có những con đẹp đó, hộp xe đẹp nè anh chị nè. Đó, cặp lốc quá liền luôn, liền ư là liền luôn nghe. Mình thường thẳng tân đách eo le còn luôn.
Rồi 18 triệu em giảm triệu, còn 17 triệu bởi hàng, còn 16 năm con chim thái, 16 năm anh chị ơi. 7 số anh chị, 7 số anh chị chim thái này, vô bọng còn thẳng tưng này đó, những con xe thẳng này. Đó, khách bây giờ mới vô về cửa hàng em mua này gì đó, khách về đỡ. Tập trung cửa hàng chạy máy thái bảo đi quý anh chị. À đó, rất tập trung rất đông nha. Rồi tiếp theo là em về một con quay 50 đây nè. Đó, quay 50 này thì nó trong bánh mâm. Xe liền lắm chị, bên em làm lại thạch tưng. Thật tưng luôn nghe. Đó, mai mốt em du 50 dòng cho học sinh này, anh chị nào không có bằng lái này, mình đi đâu cũng được này. Bây giờ em quay dòng xe cỏ chị mà còn tham khảo trước những dòng xe cỏ trong cửa hàng của em nghe. Tại em bán hàng thì nói chung đến chị là được lòng tin tưởng khách hàng, em cũng rất là cảm ơn chị vạn lần tri ân đến quý anh chị. Và những gì em chia sẻ thì em sẽ chia sẻ hết mình, và những gì em làm hết nhiệt tình đó, cửa hàng em khách về anh chị này, lúc nào cũng là đầy đủ anh chị. Ngày nào em ngày nào rất đầy đủ khách hàng nghe, chứ không phải là em bán hàng đây em nói khơi khơi đâu. Đó là đây con biển này, biển số là 70FA nghe anh chị. Rồi 6 triệu không bớt cho tất cả em giảm 5 năm xì đăng xe 50 nè. Số đẹp này 5599 chị ơi. 70FA 5599 xe rất thẳng nè. Đó, liền băng. Liền băng và liền băng luôn đó anh chị, cùng coi cùng em tham khảo này đó, một con quay 50. Tiếp theo là em về một con custom. Con custom này á 51U5 này. 8627. 24 triệu em giảm chị 2 triệu, còn 22 triệu. Custom đúng đời 92 nghe anh chị, 12 đầu. Em bán lại em bao đúng chị 12 đầu cái custom đời 92, 12 đầu. Đó. Hộp xe còn nè, đi cặp phục rim, em hỗ trợ phục rim sao mình sườn đẹp nghe. Cặp lốc quá dữ luôn chị. Em bán custom luôn nè, cặp lốc quá tuyệt vời luôn nè, cặp lốc tuyệt vời đầm trước nè. Dè trước còn này đó, em nói chị đó. Này. Custom thì có giá custom. Đó, còn xe cũng đây chấm cho chị coi giá thường thường. Xe Lagibo nghe, mình bảo luôn. Đó. Máy móc thì không cần phải nổ đâu. Niền bánh còn nghe, đầm còn nghe, còn hết. Rồi em về một con 81. 81 này 81 kho anh chị. Nói chung là 81 này thì gọi là không lai cái gì, cái máy bằng cá bắn lại cái hơi xấu xấu thôi, lai cặp bánh nghe anh chị. Duyên nguyên con. Này, sườn anh chị nhìn cái sườn giống như sườn sơn nghe anh chị, không phải như sườn cam. Sườn cam về nhưng mà người ta thanh lý ra, làm giấy tờ thanh lý ra tay ngay chủ ngay tên, vẫn bao hồ sơ cho anh chị nghe. Nhưng anh chị rút hồ sơ xe là nhập phòng anh chị. Thì em nói chính xác, còn nhìn cái sườn ai cũng nói là sơn hết trơn á. Nè cái cục chết chi nhanh ngày xưa nó vẫn còn luôn anh chị đó, còn hết nghe, bình xăng đây, kim báo xăng còn luôn đó. Rồi 81 tại sao nè, con này ba ga 86 riêng nha anh chị, bốn cái đèn còn hết nghe, đèn sau còn luôn nghe. 61A01993, 31 triệu giảm tiền 30 triệu. Tại con xe đó anh chị có hộp xay nè, phục phèo phiên bản chất lượng thương hiệu vàng đó, cái đắp băng cá bắn lại cái bờ nhờ anh kinh bắn dùm, bắn hơi bị yếu cái băng cá quá, em sẽ làm lại cái băng cá. Ốc cổ còn bốn cây đèn đồng hồ nè đó. 81 và review cho anh chị hôm nay những dòng xe cỏ này, bên em quay một hàng xe này từ Rim Thái City cấp 81 Charlie, tất cả các loại đều có 67 trong nhà nha quý anh chị. Em sẽ review anh chị mở đầu tiên một con chim thái này. Đây, mở đầu hàng bên này. Đây là một con chim thái, một con chim thái zin nha chị. Máy móc zin đầu nồi chưa rớt, niền Samgoshi còn nguyên nghe. Đầm đẹp chưa sơn dặm bắn túc đằng cày dễ coi, đầu nồi zin này. Có cái bẩn luôn anh chị, còn bẩn này, đầu nồi zin luôn nghe. Lốp rất đẹp. Đầu nồi chưa mở báo anh chị chính xác luôn, đầu nồi chưa mở này. Chi tiết anh chị coi luôn. Máy thì không cần phải nổ luôn. Bô Honda nè chị. Rồi mình sườn bấm điện còn nguyên nghe. Mình sườn bấm điện còn nguyên, niền là Samgoshi trước sau còn thấy cái, quý anh chị em quay rõ ràng nghe. Tay bấm điện còn luôn đó. 51F5 nè, 5144, 50 triệu nghe em giảm anh chị. 50 triệu em giảm anh chị 2 triệu, còn 48 triệu. 48 triệu gì hộp xay nè. Hộp xay đẹp rồi đây anh chị. Đây 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 đây, đồ cặp lốc này trời đất ơi. Lốc cũng có bị xước một chút này, nhưng mà tầm 50 triệu bớt 2 triệu, 48 triệu tầm xe này là vừa tiền cặp kiến còn theo xe luôn anh chị. Còn bẩn luôn nghe. Đó, em báo con này chi tiết cho anh chị nó chụp hình. Còn yên bọng thì khỏi bàn, mở mở yên xanh lè xanh nét luôn. 76V2 này, 3300 đấy, lại một con Super Rim này, gần Rim Thái này cũng là một con Rim Thái 7 số luôn mà xe này xe dọn anh chị. Xe dọn nguyên con,
17 triệu em giảm 1 triệu, còn 16 tới hàng còn 15 năm. Anh chị thử mua cái xác 12 3 triệu đi. Dọn sao nổi anh chị. Dọn lên dạ không nổi, dọn rất đẹp, dọn full nghe. Dọn full nghe chị, dọn rất liền full. Đầu nòng mình xăng rồi còn hết nghe. Những cái quan điểm của nó là phải ba cái bộ đó phải còn. Còn anh dọn cái gì anh dọn, nhưng mà nó sẽ dọn sạch thẳng tân. Rồi tiếp theo một con chim thái 50P3 9575 17 triệu luôn, em giảm 1 triệu còn 16 triệu tới hay là còn 15 năm luôn. Chiếc này cũng dọn phone vô còn anh chị, vô còn dọn phone mà dọn lâu rồi xe vẫn ngã màu cũng giống như xe riêng vậy đó. Đó, cứ vô đêm thái mà chơi tầm tiền trung này cho em. Còn chơi cứng chung để em được cứng ở trong nhà em còn con trăm mấy, 200 mấy cũng có nữa anh chị ha. Nhưng mà em cứ quay cái loại tầm trung trung thôi. Có nhiều khi anh chị kêu trời ơi con chim thái 200 mấy triệu, em đi mua về em chơi em để em chơi chứ em đâu có dám quay, quay nhiều khi anh chị lại la em nữa. À, nó phỏng. Ừ. Rồi tiếp theo là một con chim lùn, 82P1 18796 9.8 triệu em không bớt nghe. Nhưng tới cái hàm chia sẻ chút tiền rồi đáp anh chị, đầm sau liền sau còn nè. Xe mất cây bô nè, tem còn nè, cặp lốc là ok nè anh chị. Đầu nòng bình xăng còn hết luôn nghe đó. ET nghe, đúng đầu ET nghe đó. Đó, đầm trước đồ còn nghe, liền lạc, trên đầu có dán miếng keo. Đó, em nói thẳng luôn cái gì em quay rõ ràng chi tiết anh chị khỏi bị hung hăng. Bán hàng là gọi là cái gì ra cái đó. Ừ. Tiếp theo là một con City Thông 53R3 9426. City Thông này á là để em coi coi City Thông này là 16 đồng. À 12 thì em không giảm, nhưng anh chị tới cửa hàng chia sẻ em chút. Trong lúc em quay cái YouTube này thì em làm, nói chung là nhiều khi nhân viên không có, đương bán hàng khách bán hàng thì nhân viên không có. Em mới nói anh chị là khách đương nhân viên không có thì những cái nào em giảm bớt trong này. Nhiều khi nhân viên em không hài lòng thì có gì anh chị cứ báo giùm em cái nghe. Rồi em sẽ chia sẻ cho anh chị những chiếc xe có mặt trong cửa hàng của em. Cái giá hợp thức quá mà lời nói của em này là đều là sự thật, không bao giờ bố mấy sự thật. Tại vì con người của em nói chuyện là dứt khoát và sàng phẳng. Em cảm thấy cái gì nói thật anh chị, làm bậy được, làm bậy được, cái gì cũng được hết nghe. Như đừng nói đừng ăn bậy được, đừng làm bậy nói bậy là nó sẽ mất uy tín của mình đi. Cái gì ra cái đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nó thật anh chị, chỉ làm nghề của em mà kiếm củi 10 năm đâu có giờ, cẩn thận chút xíu, tôn trọng khách hàng, là tôn trọng mình. Nhiều anh chị cũng rất là phiền hà nói này nó kia, nhưng em nói nó rồi sẽ cũ sẽ xúc nó xảy ra. Một con City Thùng này nghe, thì nó trong xe không mới mà còn đều đồ rất đẹp rất liền. Em không ở đây không rửa thuốc nghe, em không rửa thuốc, chỉ rửa nước lạnh dựng bán nghe. Đó đất của City còn luôn nghe. Chỉ có 11.500 anh chị tới càng lấy một City này, vừa đi làm vừa đi chơi vừa giới hàng. Cái da yên của nó bị lủng anh chị, anh chị mua sổ trợ da yên cho chị mình luôn. Rồi con City đã qua vào đây. Em về con này là con 50X3053 9.5 triệu. Em giảm đi còn 7.5 triệu anh chị, em giảm hẳn 2 triệu luôn nghe. Ship đi là 8 triệu, tất cả là 7.5 triệu. Em nói cụ thể anh chị nghe rõ giùm em nghe. Chiếc xe này là giống như một chiếc 82 nhưng máy móc rất chuẩn. Bao anh chạy đi làm, đi đây đi đó, cái giá xe này em bán ra thị trường chiếc xe này là DH88 không đèn anh chị, chứ không phải là 82 nghe. Em bán cái gì em loa lên đây là phải đúng, chứ không phải bán kiểu tục đầu lao biết đâu đó. Đó. Liên khách. Và tiếp theo là một con DH88 có đề biển số 43 Đà Nẵng này, em mua của ông thầy ở đây Đức Hòa xuống đổi cái xe thì 6.8 triệu giảm chị 500 còn 6.3 triệu nghe. Bao anh chị chạy bảo hành chị 6 tháng hết nghe. Đó, xe rất là nhanh sau, còn máy móc em ru bình đề đầy đủ, xe liền. Anh chị bận đi làm công trình chở hàng, nếu mà mua xe Nhật thì mua con này, chứ mua con mà dập quá thì mình về chạy mình sửa cũng mệt. Còn hôm nay em về một con 78, thì có con 78 này thì 7 triệu em không bớt, nhưng là thương lượng tình nghĩa tình thương tất hàm với 6.5 triệu xe chưa được chỉ vàng hồi đó mua mấy cây anh chị ơi. Một con 78 này thì em nói anh chị đó, biển số 60, xe dọn full nguyên con, sạch sẽ liền lạc từ đầu đến đuôi, xe về là chạy nghe. Không phải sửa tốn đồng nào. Cái này là một con 81 được quý anh chị, 62FB6507, 7.5 triệu em không bớt, cái tới hàm chia sẻ anh chị 500 còn 7 triệu. 81 đúng 81 nghe. Đó, anh chị mua đi 3 cây máy vàng mà sang liền dài máy móc em ru. Bây giờ về anh chị chạy cái này nó có anh chị vàng chị đi 3 năm bán được cũng được, cũng còn được 7-8 phần. Nó thiệt tình luôn, nó chẳng vui hài hước thôi. Chứ mấy chiếc này là ok, còn con này là 64F8 này, 7843 là anh giá nhiêu ta, 7.5 triệu em không bớt, nhưng mà bớt cái hàng em chị sẽ anh chị 7 triệu cũng được, ship đi 7.5 triệu. Nhưng chiếc xe này là chiếc xe cánh án vô nguyên con 8690, cánh án đi con số 86 luôn rồi nghe, 8690 hết toàn bộ nghe. Đó,
giá tiền xe liền, anh chị cứ chạy, mọi chi tiết liên hệ trên Zalo. Và thực tế hơn bây giờ em quay là không chi tiết, nói chung là lướt qua lướt lại nó không được cụ thể vì số lượng xe nó quá nhiều. Như đây là một con cũng là 81 luôn, 81 như con này em bán cho anh chị 6 triệu này, em giảm 5 triệu rưỡi, tới hàng còn 5 triệu rưỡi này. 219 KT biển số Phú Thọ này, 19 chị đó, 81 máy cũng em ru liền lạc mà có 5 triệu rưỡi, trời đất ơi. Anh chị cứ tưởng tượng giùm em một con 81 ngày xưa mua nhiêu tiền mà giờ máy móc vẫn vận hành tốt, cái bảo hành chị 6 tháng chạy luôn nha. Có 5 triệu rưỡi đồng thôi. Đó là thật, những câu nói thật lòng từ để lòng của em. Còn anh chị muốn mua sáp thì em ở đây em có sáp này đó, những con sáp đẹp của em. 12 triệu, 10 triệu đổ lên 12 triệu đổ vàng anh chị, những con sáp này con sáp đẹp nha. Biển số Tây Ninh, biển số Sài Gòn, biển số 36 và biển số Bình Dương. Thì có bốn con này anh chị chọn con nào vì em nhiều lắm, em về được nhiêu bán nhiêu. Trong cái con Đà Lăng 150 biển số 47 nghe. Anh chị cứ coi giùm em cái đó, tại vì em quay sao chiếu, tại vì số lượng xe nó quá nhiều, em quay nãy giờ nửa tiếng hồ tốt rồi thôi. Mà nó được có mấy chiếc xe. Đây là một con 67, biển số là 29 nè. 29 nè, 10 triệu em giảm 1 triệu, 9 triệu tới hàng còn 8 triệu rưỡi nghe anh chị. Còn 8 triệu rưỡi một số 7 dọn liền vậy anh chị mua cái xác cũng được ha. Thì em bán với anh chị ở đây, em livestream bán hàng qua, em đưa ra cái thương trường và chính xác của em những chiếc xe nào. Em diễn tả và nói đúng cụ thể, chứng minh sự thật của cửa hàng xe máy Thái Bảo nghe, không bao giờ bán hàng mà đi qua. À, khách lại về anh chị đó, khách lại về tiếp tục đó, anh mang một cái giỏ ra tới càng mua tiếp. Rồi tiếp theo là một con 67 này. 60FK 53862 3 triệu. Em giảm 3 triệu 20 triệu nè, chơi đẹp này, giảm chị 1 triệu nó còn 19 triệu xe xả này. Một cặp phục MD này, giá thị trường là nó đã là 4 triệu mấy là phục MD đi nghe anh chị, một phục MD. Còn đầu nồng kho nghe. 67 đi bình xăng lớn, đi tới 72, nồng 72. Đó em bảo đi xác luôn đó, một con 67 liền. Dọn phun 68, gấu đèn đầu đèn CD, phục CD. Chất lượng là ok từ A đến Z. Chia sẻ cùng em những cái nào em nói chia sẻ anh chị chia sẻ hết nghe chưa. 68 HE 5052. Này, một con này là 67 lên đề luôn anh chị. Trời ơi lên đề, lên bình xăng CD luôn. Giá nó 16 giảm 2 còn 14 nghe. Giảm 2 còn 14, tại sao những con xe này em báo giá là chính xác luôn anh chị. Giảm 2 còn 14 một con 67 này. Đầu nồng 100 luôn, đi máy lớn. Đó. Bình xăng CD, gáo đèn, đầu đèn CD, dọn không nổ, phục CD, dọn không nổ đó anh chị ơi. Mình mua nổ đồ ngoài không có mười mấy triệu rồi, sao dọn chia sẻ cùng em đi. Rồi 55 VA này, con này con 66 anh chị chứ không phải 67 nghe. 12 triệu giảm triệu còn 11 triệu tới 2015. 8772. Đó, con này là liền xe sạch sẽ đều tưng nghe. Có 105 rồi đó, một con 105. Chia sẻ cùng em đó, em quay thực tế cho anh chị mình cũng tham khảo được, có gì làm đó. Khách bắt đầu về đông là tập trung, bây giờ đến giờ về rồi. Một anh mua chiếc xe đã ra đi cửa hàng xe bắt đầu rồi. Và tiếp theo là một con này là con biển số 27B123184. Cái này xin nhanh bị gãy sẽ làm cho anh chị chiếc xe này. Win 100 hãng DTEC Đài Loan đúng màu trắng. Đó. Cặp vỏ leo núi. Đó. Đầu nồng chưa rớt. 10 triệu đồng. Đó em quay anh chị coi đó. Đi cầu cào luôn. Lái xe dọn full cà phê leo núi. 10 triệu đồng nghe, mà có win bình thường vậy đang 66 vậy em dọn là cũng là 6 triệu rồi anh chị ơi. Một con win, đây là win rồi. Iso HK, máy móc em mới làm nguyên cục hết 1 triệu 6, máy keo làm luôn, bán anh chị luôn, mua xe lỗ luôn anh chị ơi. Chiếc win rất là liền. Bây giờ em nói anh chị 6 triệu này em không bớt, em giảm còn 5 triệu nữa anh chị ơi. Em giảm cho anh chị cái 5 triệu nữa là em mua con win chốc ngay cho em đi. Đó, một con kiến khổng lồ trên xe. Quan sát cả một con đường luôn, kiến ô tô luôn. Rồi Jader này vậy, một con Jader 2020 đó, máy móc em ru đầy đủ hết liền lạc từ đầu đuôi, một con Jader nghe. FE phun xăng điện tử biển số 761 85676, 32 triệu, giảm anh chị 3 triệu còn 29 triệu. Rồi một con Jader FE 29 triệu là quá, nó quá rác hết cần cổ đầu. Sáng giờ khách đông quá, đồn bán hàng cũng nói nhiều và cũng chia sẻ cùng anh chị mình luôn rồi. Này anh chị nhìn lại những dòng xe cỏ của xe máy Thái Bảo đây, rất vui và rất hài hước. Không nào chạy được, chạy không chạy mua gì em bán cho chay luôn, mua cùng lắm lỗ 3-4 triệu con với mấy anh chị mà thôi kệ, đam mê mình chơi thôi. Sao bây giờ để chị review xe ga cho anh chị khúc đi. Bây giờ em vô review xe ga cho anh chị mình những chiếc xe ga đã có mặt cửa hàng hôm nay đặc biệt. Em về một con Vision cuối 2021 đăng ký 2022. Xe đi 220 cây số này, trời đất ơi nó mới nè anh chị ơi. Đó, nó mới như chưa từng được mới này đó, nó mới như chưa từng được mới luôn. Đây đĩa bà xã chạy con xe này là quá đẹp luôn anh chị, chia sẻ cùng giùm em nghe. Đó, nó mới tinh luôn, 2 chìa khóa còn nguyên. Khóa gì mốt còn nguyên, thấy ngày đi 222 cây số em mở anh chị coi luôn. Đây đồng hồ chính xác,
nhảy cái con đóng 222 ba số 2 luôn chị, đúng y đồng hồ ba số 2 luôn nghe. Đó, con xe Vision này quá đẹp luôn. Đi 220 cây thành chị, coi như xe mới thôi, nó giống như xe mới thôi, có gì đâu khác đây. Chưa rửa nước lạnh, nước lèo với điện nguyên đó. Nước lèo chân 4, nước lạnh rửa xe, nước lạnh thì tắm. Ai tắm nước lèo thôi coi cho như xong luôn. Rồi, 67996. 32 triệu, em giảm 1 triệu, 31 triệu tới hàng còn 30,5. Chia sẻ chị một con xe này mới quá, nó mới mua ra luôn anh chị ơi. Thì vui mà em đây, đặc biệt hôm nay em về một con SH 2014 đăng ký 215 59N1 70486 số phát lộc lộc phát nghe quý anh chị. Chiếc xe này lên quá xì mất cây luôn nghe, 125 full đủ, 125 full đủ nè, quá xì mất cây. Rồi cặp kiến còn nguyên theo xe, ok từ anh giấy này đó anh chị. Coi chiếc xe này chỉ có 58 triệu em giảm chị triệu, còn 57 triệu tới hàng còn 56 năm, chia sẻ còn chị luôn. Báo giá, báo giá luôn, báo giá anh chị mình luôn, cùng chia sẻ con này, cùng chia sẻ con này luôn anh chị ơi. Bán cái gì ăn thì nói chung ăn em ăn mỏng lắm chị, không ăn dài, ăn dài mất cổ chị ơi. Bán hàng em chia sẻ chút xíu để những cái gì mình ra được chia sẻ một thằng mình xe này có tài chút xíu như đang anh chị, nó có tài chút xíu như này chứ không có gọi là đó bị sướng chút đó. Em quay rõ ràng để chị khỏi thất vọng về cái chiếc xe này. Rồi hôm nay em về một con này là một con Accenter 2019, màu xe màu cam, xe cực đẹp, 73K1 14801, 33 triệu, em giảm 2 triệu còn 31 triệu, mua 30 triệu rồi anh chị ơi. Chiếc xe này em bán cho chị cùng coi nè, không tài không lỗ mấy ngày, xe đi mười mấy ngàn cây thẳng từ A đến Z, từ chết đến bị thương luôn nè. Chiếc xe này là nó em nói cụ thể nói thì phải chính xác. Đó, một con Accenter đẹp như vậy, đèn led nghe vậy, đèn led hai tầng luôn anh chị, đèn led nghe em đó Accenter, cái giỏ dày cui luôn đó. Coi mà mua xe, những con xe hàng bảo mẫu này bây giờ em nói anh chị là tím không ra hàng mà mua. Em đọa nhẹ nhẹ đó cổ anh chị, những ốc cổ kìa, ở đó có cái lỗ anh chị nhìn xíu kìa, đó nó sáng giới sáng như là hào quang của ánh kim gì đó, em nói thiệt luôn. Rồi tiếp theo 155 IRC Accenter 155 phiên bản mới, đầu như con rắn hổ phì. Phiên bản mới nhất, giấy tờ lăn bánh 60 triệu em báo chị chính xác luôn, xe đi có ngàn cây. Mới tối anh con không biết bao nhiêu mà cũng nói nhậu cha chứ chưa thấy coi đâu này, nó nói bạn anh chị nó cái gì mà bật đồng hồ em báo chị cụ thể hơn. Con xe này là phiên bản đủ luôn anh chị. Cho biển số coi luôn, con này vòng vòng khánh trướng đông quá mà này mà quay tốt mà hôi ra đây anh chị ơi. 95B1 nè, 94662, 47 triệu, giảm tiền 46 triệu. Anh chị 46 triệu nghe, không bớt được nữa anh chị, 46 triệu luôn nghe anh chị. Em mua mới quá, mua gì mua đẹp chơi thôi, 46 triệu đó, 46 triệu. Vô con này và những hàng khó tìm khó có thì anh em cũng tìm đã có rồi, thì cũng đến với cái hàng xe máy thái bảo như thường lệ. Thì đó em cũng coi anh chị coi luôn một con ly bạch tây, một con ly bạch tây này. Rồi trước khi quay vô dòng xe ga, thái bảo cũng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi đồng hành cùng cái hàng xe máy thái bảo suốt thời gian qua. Thì đặc biệt thái bảo rất cảm ơn quý anh chị vạn lần tri ân đến quý hàng của mình và đã ủng hộ đồng hành cùng thái bảo rất là nhiều rồi. Nhưng mà trong thái bảo cũng cảm ơn quý anh chị ở rất là xa, từ ngoài Bắc nghe, rồi từ miền Tây anh chị gửi những món quà thân thương đến cho cửa hàng xe máy thái bảo, đặc biệt là em là người ăn nhậu thì anh chị hay gửi những món đồ nhậu tới, thì em rất là cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Còn chia sẻ như cảm ơn anh sáng nay thì anh Phụng bên Zumba Gia Lai đã chuyển cho anh Phụng ba con, thì cũng là người khách hàng thân yêu của mình, người ta tin tưởng đặt niềm tin vào mình, thì hôm nay thái bảo đáp ứng hết mức hết sức. Em bán hàng là tiên miệng chứ không có bán phá kênh YouTube của mình để làm gì, để tạo hóa trên sau này 10 năm sau YouTube không còn nữa, nhưng anh chị em vẫn còn mua xe của thái bảo là một điều vinh hạnh của cửa hàng xe. Thì thay mặt cửa hàng thì cảm ơn quý anh chị trước khi review dòng xe ga cho phái nữ phái nam, chứ đừng anh chị nghĩ rằng ở đây bán hàng em không bao giờ muốn bán hàng cao, em livestream giữa trời nói chị là mồ hôi mồ kê ra như tắm, nhưng mà em vẫn để phục vụ bà con anh chị mình có những đồng tiền lương thiện nuôi lính nuôi quân trả mặt bằng. Chứ giờ nhà em bây giờ 8 người làm, 7-8 người làm, hỏi anh chị chứ bây giờ rồi xong xong mặt bằng nữa, không chia sẻ không bán lấy gì mà sáng. Đó là những dòng xe tầm trung, dòng xe thông dụng, quý anh chị không có lợi nhuận cao đâu, anh chị cứ tin tưởng ở em. Bởi vì em bán hàng, tại sao chiếc Nova có thể cho khác bán chị 10 triệu cho em bán 11 triệu? Lý do làm sao? Chất lượng của em đã có, Jaguar đã thay vỏ bánh không mòn, km đầy đủ, anh chị vận hành tốt. Chứ còn nếu bây giờ anh chị cứ mua một chiếc xe mà thực tế như anh chị cứ nghĩ rằng bây giờ thấy kia trên cái mạng anh chị coi thôi, quay lướt cái xe quá đẹp, rồi tại sao Nova bán 10 triệu bên kia bán tới 12 triệu thôi chốt cái xe này, nhưng anh chị chốt cái xe xong rồi gì anh chị sửa là bao nhiêu tiền, lúc đó anh chị mới thấy cái hậu quả mình đã mua giá rẻ và không nhìn cho tận tường chi tiết. Và ở em là các bạn Zalo rất là nhiệt tình và chi tiết đối với anh chị cũng hiểu cho bên em, mà bản thân em cũng trên anh chị hiểu và chia sẻ những dòng xe cũ cùng em nghe. Em sẽ chia sẻ anh chị một con ly bạch tây này, một con ly bạch tây, con này 2015 anh chị, ba vanh lốp một xài, 18.500 bất chịu còn 17.500 tới hàng còn 7 triệu, xe mua 16 triệu qua Vũng Lùng này đó, biển số thành phố này anh chị đây, lốp đồ cổ đẹp như vậy anh chị này đó, đồ nó phải thẳng như vậy, một con ly bạch tây như vậy thì đồ xám vàng xám chưa sơn dầm bắn tốt nghe đó, ba vanh FE lốp một xài. Và cái bên là một ly bạch tây này là một ly bạch tây 2017
phiên bản ABS, phiên bản đủ, phiên bản đủ anh chị. Xe mới mua 70 triệu anh chị, mua đúng 70 triệu, ABS này mua 70 triệu, bây giờ em bán nhiêu? 30 triệu, giảm chị 3 triệu còn 27 triệu. 27 triệu một xe này biển thành phố Hồ Chí Minh anh chị. Đó, anh chị thấy gì đâu, chuẩn rất chuẩn chứ không có tầm bậy đâu. Cái nào em bán bảo hành chị 1 năm thẳng. Còn đây là con Vít 3 2014 xe nhập, 61 xe 1 481 37 125 mà giá cũng là 25 triệu, giảm 2 triệu còn 23 triệu. 23 triệu anh chị này, chiếc xe đó nó liền lạc, nó có bán dầm một vài chút anh chị, xe này có tài nữ đi thì không tránh khỏi được. Đó, đèn vô. Đó, đèn đó thì những cái gì em nói là đó, nó có trong cái lĩnh vực đó, hai cái vỏ để hàng rất là dễ thương này, nhỏ nhỏ xinh xinh. Rồi, một con Vít 3 đẹp. Tiếp theo là một con Vision, Vision này là 2019. 66K1 357776 26 năm em không bớt. Nghe tới cái hàng chia sẻ anh chị 500 tình thương, xe anh em mua thì chỉnh cũng 25 triệu rồi chứ không phải là mua rẻ được. Tại những chiếc xe thân thương này thì đó, chiếc Vision mà mới như vậy anh chị mới lắp đi có 11.000 cây, chiếc này đúng 11.000 em không thua đồng hồ, em bao anh chị luôn không thua đồng hồ nghe. Chất lượng đã có nghe. Đó, xe sao em bán vậy không nói tầm bậy đâu. Nó có trầy một vài chút nhỏ nhỏ trên cái quay yên mà nó dơ mà trầy nó nhìn nó dơ. Chưa bư đang thấy luôn này, nó dơ nhưng mà để em chưa rửa được. Và kế tiếp theo là có một con này, cũng là một con Vision, nhưng con này cũng khá đẹp. Tại vì Vision này là 5.000 cây số thôi. 5.000 cây số một con Vision này. Đó, anh chị coi mà tại điện không bật lên hết được. 64H1 này, 27 năm xe này mua đúng 26 triệu nó gian làm con anh chị luôn. 27 năm. Em giảm anh chị 500 đi tới cửa hàng. Còn ship đi là 27 năm ngày 26068. Số đẹp nghe. Chiếc xe này cũng quá mới. Anh chị coi này, nó mới như vậy nè. Nó mới mà chiếc nào cũng mới, chiếc kia cũng mới gì luôn, chị mới khen hết á. Đó là em thấy là đó, cái cản này có cột đồ đó, còn xe thì không bằng cái quá xì mất cay hết nghe. Cặp nên là quá xì mất cay anh chị, mua hàng xịt cay bây giờ cũng cao và cũng khó. Thì tự em cũng nói thật lòng luôn chứ không phải nói tào lao thiên đế đâu. Đây một con Janus inox bọc nguyên con 61C1 84947 84947 là anh chị coi chiếc xe Janus này đó, inox bọc nguyên con, lốp máy sáng trưng, máy zin bảo hành anh chị một năm thẳng, giá là 19 triệu giảm triệu còn 17 triệu 18 triệu tới cái hàng còn 17 năm. Đó, thì mua cũng 16 máy rồi, cũng kiếm được máy xì, thiếu cái dĩ bô em mua tặng anh chị một cái dĩ bô. Nói là mà sách mất có chứng, làm có tâm nguyện của mình. Nói thì phải tặng người ta là cho những gì là cho người ta cái xài được, cho cái xài không được không cho. Em thì nói như vậy thôi. Đây, Vision này mới như vậy anh chị nè. Cũng muốn vậy nè, em cho anh chị coi đó. Còn bốn con Ngọc Trinh này đứng đây đó, mới như vậy đó. Anh chị coi, thẳng tân. Và như thường lệ thì bây xe thì tiếp tục xe. Thì cho anh chị coi một câu này là một câu 94K1 62141. Rồi 19 năm giảm triệu 18 năm tới hàng còn 18 triệu, buồn buồn chia sẻ cho anh chị mình luôn. Còn 17 năm cũng bán luôn không sao hết. Một con da nớt mua mấy ba mấy triệu mà xe còn quá tinh anh chị, quá tinh vi, quá tinh đẹp luôn nghe. Tinh bột, tinh gạo, tinh đường, tinh gì cũng đẹp hết trơn. Rồi 93B1 này 24001 20.500.000 giảm 1 triệu còn 19 năm tới hàng còn 19 triệu, quá xì mít cay anh chị, quá xì mít cay. Chiếc này là nhám màu, nhám màu hốt xì mít cay, giá có sẵn biển số là đó 93B1 em có báo vậy thôi. Đây là một con Noya biển số là 93B1 này 14623. Con này á là 13 triệu giảm triệu 12 triệu tới hàng là còn 11 năm này. Báo cho anh chị luôn, mà trong lúc em quay clip em báo anh chị rồi, anh chị được đổi xe trong tuần lấy 10 ngày, nhưng quý anh chị nhớ rằng đổi xe là giá em biết, em không có giảm cho anh chị. Trước khi mua em có giảm em đổi, em không giảm, nếu giảm hoài thì cửa hàng sẽ khổ. Em không nâng giá của em là em không cho anh chị mất giá. Thì đó là điều vinh hạnh của cái hàng đã bảo là tôn trọng khá từ lâu rồi. Bây giờ tiếp tục theo một con Noya 59F1 23418 đầu 13 năm giảm triệu 12 năm tới hàng còn 12 triệu quá. 12 triệu là một con xe đi. Nó thẳng tưng nha, nó cũng có trầy trước một vài đám đốm, nhưng mà xe này xe zin nha chị, em bán xe zin. Thì em nói zin chứ không phải là em nói tiền thầu gờ này đâu. Cái diễn ra cái đó chất lượng vàng, thương hiệu vàng của em đưa ra với anh chị luôn nghe. Còn tiếp theo là một con xe này là một con 93PT B1 48688. Rồi 13 thì em không bớt tới hàng, em rất vậy năm xị đi. Còn 12 năm. Chiếc xe này quá tài gì, quá có tài và quá thẳng. Thì mua cái nào đồ đẹp thì ba chiếc xe Noya anh chị thấy không? Nó chênh lệch nhau mỗi con 500.000 thì tất nhiên là phải có giá trị riêng của một con xe. Thì đã chia sẻ cùng anh chị rồi, em bán hàng thì em nói cái gì ra cái đó chứ không có nói cái hai ba dầm, hai ba dấm. Những cái nào có như thế nào đây, em quay phải rõ ràng. Chỗ này có tràn chút, có cái viền đèn gì đó, em chỉ rõ đèn. Anh chị thích em thay chỉ cái viền đèn khác bên kia rồi bỏ vô cho không sao đâu. Còn xe thì liền băng sáng trưng từ đầu đến đuôi, từ chi tiết nhỏ. Đây tiếp theo là một con này, con gì đây, con Blue VX. Đầm mạc chrome nghe. 59D1 6300 này 11 triệu em chỉ giảm đúng 1 triệu còn 10 triệu anh chị. Đầm mạc chrome này. Niền Samcoxy mạc chrome phục Olin.
Phục Allen trước sau đi bộ câm rất dễ thương, giọng phun hốt của thanh niên giới trẻ đương đại chiếc xe này. Đây. Đó, Phục Allen trước sau nghe. Đùm mà có rôm, gặp câm cô si, đĩa hốt, em quay rõ ràng chị luôn 10 triệu đồng, giọng không nổi, giọng không phải 7-8 triệu chưa. Chưa nói cái xe này đó, anh gì nào là nhỏ nhỏ chú Liễu đam mê nhảy xe này, máy móc cực, em nổ thì thầm một sân luôn. Tiếp theo là một con da nớt này không quá đẹp rồi, nó full này đẹp, em thấy full đẹp, nhám đẹp cực kỳ. Thì chia sẻ cùng em luôn xe này anh chị ạ, đó, nó bóng lún một lộn, nó keo còn nguyên con này, trời ơi, nó bóng rớt luôn trời, khóa xì mạch cây luôn. 68G1 46322 20.500.000, cũng giảm 1 triệu, còn 19.500.000 tới 2, còn 19 triệu. Mất cây nghe chị, mất cây nghe, nhớ mất cây giùm em nghe. Còn con này 86B7 nè, 37223 32 triệu, giảm 3 triệu, còn 29 triệu. 29 triệu xe này mua mới, 51 triệu. Cái gì? Anh chị gọi cho chị Google, hỏi chị Google, chị Google chỉ cho. Giá phải 51 triệu một render đèn led, đồng hồ điện tử đèn led 2020, giá này em bán có hợp lý không anh chị? Nó chỉ có là 29 triệu. Nhưng tới cái hàng em chia sẻ thêm anh chị chút xíu nữa, xe này không có mới keo, em mới lột keo ra, em chưa có chùi keo xong sạch, thì đó chính xác giá cho anh chị luôn. Đây là một con lít này, một con lít 59K2 2027/8 phiên bản mới, 59K2 này 30 triệu, em giảm anh chị 1,5 triệu, còn 29 triệu tới hàng em chia sẻ thêm cho, chia sẻ thêm cho anh chị yêu mình luôn. Còn con này thì còn kế bay cũng là con lít luôn. Con lít này cũng rất là đẹp, sạch sẽ, anh chị liền lạc. Ở đây em dơ bụi, em không có dọn dẹp, không có bóng như người ta được, không có chùi bóng. Này, cũng cho anh chị coi chiếc xe này. 61F1 này, 35710, 32 triệu, giảm tiền 31 triệu tới cái hàng. Là còn 30,5, mà em lời cái gì xe này tận. Cái này em mua 29 triệu mấy trăm ngàn rồi, em bán cho anh chị vậy đó. Thật ra, thật lòng mà em nói sao cũng có sách mất có do. Nhưng mà xe này chưa rửa nước lạnh luôn anh chị. Xe có tài sự chút nào đâu. Chưa rửa luôn, em đem ra ngoài em rửa, anh chị cùng coi xe rất đẹp. Rất thẳng và rất liền. Màu xanh hốc. Tiếp theo là Novo 6 chị ơi, một con Novo 6 như thế này. Thì thưa anh chị, trong lúc bán hàng thì em cũng nói rồi, có cái này có kia có nọ, chứ không phải như là mình bán cao là bán thấp đó. Vision hết trơn rồi đó, đi hết giờ còn có 2 Vision nhỏ nhỏ đây đó anh chị ơi. Bây giờ là hết Vision nhỏ đó nè. 68B1, một con Novo 6 đẹp cực kỳ anh chị, sạch sẽ cho nó đẹp cực kỳ, nhóm nói còn được 70-80%, 25958. Thì chiếc xe này em bán ra giá thị trường của em đưa ra là như đi tự 17.500.000, giảm 1 triệu, 16 năm, tới hàng còn 16 triệu. Cùng cùng chia sẻ chút tiền xăng, chút grab cho anh chị yêu mình luôn, xe liền sạch sẽ nghe. Rồi có giá liền đây, một con Novo 5 tiếp theo, màu xanh GB3, con màu xanh hết nghe quý anh chị. Novo 6, Novo 5 nãy bán rồi, Novo 6 này đó chính xác luôn. Đây 67F1 này, 27470. Rồi cũng giá vậy luôn, 75 giảm triệu, 16 năm, tới hàng còn 16. Giảm thêm chị chút xíu nữa, chia sẻ cùng em nghe. Chỗ nào tài sướng sẽ báo anh chị chỗ tài sướng, còn chỗ nào xe liền sạch sẽ để báo chị sạch sẽ, để anh chị khỏi thất vọng về cái hàng, cho máy bảo anh chị. Đầu tiếp theo là một con này 59Z2, 15 năm em không bớt tới hàng, giảm 500 đó, mỗi con một giá anh chị. 12606, mua rẻ bán rẻ, mua mắt bán mắt, cặp vỏ dày cùi máy móc zin. Thì đó dần lâm dần lãi vậy, xe này có trầy một vài chút nhỏ nhỏ dưới cái đơm đó, chỗ đó có một vài chút đó anh chị tính xác luôn nè. Thấy giờ thấy trầy đó, mấy chút nhỏ nhỏ đó. Rồi còn mặt mũi khôi ngô tốn tú sạch sẽ. Rồi chắc là em báo anh chị đàng hoàng rồi, thì bây giờ đưa cho một con này TikTok là một con Suzuki Emblem 62L1 46294, 14 năm giảm 1 triệu, 13 năm tới hàng còn 13 triệu. Xe liền sạch sẽ ngay, xe này có bắn dặm một chút anh chị, nó có trầy thì người ta có bắn dặm được chút. Bây giờ là sạch trơn mình chạy luôn, xe mới là 39 triệu ngay anh chị. 39 triệu con Blast này, thay vì con Blast thì anh chị chạy con này cũng hợp lý hơn, vì chất lượng của em đưa ra là FI vuông xe điện tử lợi nhiên liệu. Rồi 83E1 này, 10585, 15 năm em giảm hẳn còn 13 triệu. Em bán đẹp cái hiệu rưỡi, có cái xe có cái giảm cho anh quý anh chị nghe. Đưa cho chiếc xe nào là thật tâm thật tình ngày nay, con này đã thay nhất luôn rồi. Xe này có bắn dặm nhẹ nhẹ và chút, vì xe cũ thì không nói khỏi đề thước, anh chị dắt vô dắt ra gửi xe cũng bị trầy nữa. Thì em chia sẻ anh chị đó, anh chị coi mấy con lô xấu em mình lớp bay của em, cái nào chốt được thì em chia sẻ cho anh các chị, cứ gọi đừng có buồn ngại ngùng gì hết, cứ gọi cho em cảm thấy cái nào em bớt được em giảm được anh chị em sẽ bớt giảm mà chia sẻ anh chị mình hết mình luôn. Cái bán hàng mà nói căng cũng đâu được, mà dễ quá cũng không được, mà khổ quá cũng không được nữa, cái diễn ra cái đó anh chị. Nhưng mà em làm ăn á, giờ thì trong đời em sẽ mắc nợ mắc nần em không sợ, mà em làm bậy cái em biết sợ gì không, mắc nợ mắc nần mắc gì em không sợ, mà sợ mắc cỡ. Nói sai với anh chị mắc cỡ quá thì em thấy em sợ, em phải làm cho đúng theo nguyên vọng của mình. 73E1 này, 13916 này, 15 triệu giảm tiền 4 triệu tới hàng còn 13 năm như thường lệ này đó, tới hàng là còn 13 năm, xe sạch sẽ nghe. Liền băng chỗ nào bẻ em sẽ quay cho anh chị coi, bẻ tài xuất cái nào quay tài xuất cho chị nghe, kêu đúng luôn không. Đây Vision
Với trên là tại sao nó có giá là 13.500 giảm triệu còn 12.500 mà tới cái hàng chia sẻ chị 12 triệu luôn. Đó, nó có trại trước nhẹ nhẹ không mấy can, máy móc thì em rút không nói tiếng động rồi. Nhưng mà xe có trại trước em báo anh chị luôn, anh chị mua gì dọn, em dọn thì bạn chạy điện khác. Còn chiếc xe này á, dọn không dọn máy nó chạy được luôn. Mà cảm thấy nữ đi thì hơi chạy tài chút cũng khó coi thiệt. Nữ mình cũng muốn nói là chia sẻ hết lòng, hết sức, hết tình, hết mình cho anh chị mình luôn. Em một quy trình này nó có tài một chút xíu này. Tại vì này có nứt anh chị này, nứt một chút xíu coi sát sát vô đo anh chị còn nứt một chút xíu. Để anh chị coi để thăm hiểu được những chiếc xe qua em đương bán cho anh chị của mình nè. À, nó sao là vậy? Đây một âm bờ lấp này biển số là 60. 60B9 này, 32873, 16.17 năm đó, em giảm tiền 16 năm tới hàng còn 16 triệu, xe này như mới. Đồ đạc bọc keo nguyên con, bảo hành chị 1 năm thẳng, bao anh chị quay đầu, 2.5 triệu, xe này mình đổ 2.5 triệu đúng rồi. Tại vì mình đất bay là dòng Suzuki, còn xe Honda thì đổ 1.5 triệu, 2 triệu, nó tùy theo nguyên lý xe của nó. Tiếp theo Lovis này, xe liền là không cấn động, không té bẻ nghe, quý vị xe không cấn động, không té bẻ nghe, không tài xước nhiều nghe. Giá máy móc là riêng đầu nầu chưa rớt, giá là 8.5 triệu, em không bớt tới hàng em giảm còn 500 còn 8 triệu, lưu bát 8 triệu không mua ngại ngùng gì nữa anh chị. À, con lưu bát này có 8 triệu đồng thì em nghĩ đi nghĩ lại thì cũng hợp lý, nó là hơn 10 ổ chứ thôi. Và đặc biệt hôm nay em về một con này là một con Alux 2009, đúng 2009 FE phun xăng điện tử lên phun Thái. Tại vì 2009 anh chị lên Thái rất là dễ coi, tại vì mâm 5 cây xe Thái con mâm 5 cây, nếu anh chị đi con 2010 lên Thái á, là nó bị lộ, nó khác liền. Con này là đó 61S2 này, 22 năm giảm triệu, 21 năm tới hàng còn 21 triệu, xe này mua lên cũng hơi bộn tiền anh chị ơi, đẹp nghe, thẳng tưng nghe, đó anh chị coi đây, đây phong thái luôn, phong thái luôn, đầu thái luôn nghe anh chị đó, thẳng tưng, chốt chia sẻ giùm em, chia sẻ em con nào em sẽ anh chị con đó, tại vì em làm máy thì nó cũng nhiều và thời lượng nó cũng xe nó nhiều quá, em đợi một đó, lên phong thái luôn này đó, chính xác, rồi 21 triệu chốt xe cho em này, 21 chốt xe rồi, tiếp theo là Alux này, một Alux 2019 anh chị. 77F1 52491 35 triệu, em giảm 1 triệu còn 34 triệu, xe này quá mới mấy ngàn cây anh chị, em quay thẳng full anh chị coi luôn, mới tin ngay chủ ngay tên anh chị, chiếc này là phiên bản hốt khóa xì mít cây, 2 chìa khóa còn nguyên luôn anh chị đó, nó không một mấy lỗi em báo anh chị luôn. Ở đó đầu bò như thường lệ thì đây 15 triệu, 49E1 14954, em giảm 1.5 triệu còn 13 năm mà tới cái hàng ship đi là 14 triệu đó, xe thẳng lắm chị. Nó cũng có tài xước một vài chút anh chị, không bao giờ gọi là mới can với cản có tài này. À, anh chị cảm thấy hài lòng thì đến với những con xe này, chứ không phải em nói là xe mới can là không có đâu, mới can là xe dọn hai chai thay áo. Đây. Con này mới can thiệt luôn. 61C1. 52878. À, chiếc xe này là người ta vô trong hãng thay vàng áo mới cút luôn chị. À, mới cút một vàng áo là mới tin trong hãng đó, cái này xe thay mới là không có tài luôn anh chị, xe thay mới. Thì đó em báo anh chị những xe dòng xe thay vàng áo mới đó. Thì bây giờ 24 năm em giảm 1 triệu đó, còn 23 năm cái này em giảm chỉ được 1 triệu thôi, tại vì người ta thay áo hết 7 triệu mấy rồi, em mua lại cũng rất là khó khăn. Thì bây giờ em chia sẻ đây, còn con Alux Robo này nè, 93F1 01897, 14 năm giảm 1 triệu, 13 năm tới hàng còn 13 triệu, xe này cái cản có đầy này, máy móc zin này vàng long chưa bắn dặm nên chị, máy móc zin đầu nồi chưa rớt bảo hành chị 1 năm, bao quay đầu 2 triệu, 1 ánh 2 năm, em mua cho anh chị 13 triệu này mua là 11 triệu, vi vu tình đời, đi 2 năm mua cũng được nữa. Rồi tiếp theo là một con Alux 2008 lên phun Thái luôn, bình xăng con 12 triệu, em giảm 1 triệu là còn 11 triệu, tới hai còn 15 năm nhưng giảm thêm 500 nữa vì xe này cặp vỏ nó có mồ. Em chia sẻ anh chị vỏ hơi yếu thì em sẽ chia sẻ anh chị thêm những tiền thêm, có 10 triệu một con xe lên phun Thái anh chị, quá thẳng mà quá tuyệt vời. Và tiếp theo là một con này là con gì đây, con Alux 2010, xe này có bắn dặm anh chị, xe này có bắn dặm một vài chút nghe, chứ không phải là không bắn dặm, xe có bắn dặm, em nó báo là xe có bắn dặm này, nhưng mà xe này máy móc zin nghe, 62Y1 này, 6024 18 giảm 2 còn 16. Em chia sẻ anh chị luôn, 16 triệu một Alux 2010. Thì em cũng quay cụ thể mình xe về đi hết cho anh chị ơi, bao nhiêu Alux trắng rồi gì bay hết rồi. Thì nay em có con nào thì chia sẻ anh chị con đó, những cái con còn lại và những con đã ra đi. Đó. Rồi tiếp theo là em về một con xe để ra, một con BCX Quasi Mascai 68P1 35418. 38 triệu bất triệu còn 37 triệu, xe này mua 35 máy này, ốc nháy như mới anh chị này. Xe còn quá đẹp, màu xanh nhám xám xi măng. Quá xì mít cây 2016, đăng ký hàng 17 hết đời ngay. Xe này hết đời luôn nghe quý vị, hết đời luôn. Đó, quá xì mít cây, báo chính xác luôn. Rồi, Volvo NVX 125-75G1 30965 26 năm giảm triệu còn 25 năm tới hàng còn 25 triệu, chiếc xe này mua mới là 53 triệu nghe anh chị, nó 53 triệu, xe máy khỏi cần bàn, xài xì mít cây liền lạc từ đầu đến đuôi,
giá này thì em bao anh chị luôn, giá sàn giá xăng bao sập sàn luôn, giảm sớt chia sẻ cùng em luôn, những câu nào chia sẻ thì em chia sẻ cho anh chị nghe. Rồi tiếp theo là những con ạt nhỏ em còn cửa hàng anh chị còn nhiều mà chờ em lại không nổi, em lại số lượng xe này nên chị cùng tham khảo đây. Là thái thì nó đầu tiên nguyên câu, ốc thì nó vậy, nó không có si bọng vậy, nó còn nguyên thủy đó. 54 triệu giảm 6 triệu, 48 triệu mua 46 triệu đâu, 2011 ngay chủ cái giấy cục cục, anh chị mua làm cái đẹp luôn rồi đó xong. Rồi độ cưới của tình yêu luôn, hôm nay em like cho anh chị mấy con xe ngoài này thì có con đẹp, con xấu, nhà người có người cao người luôn. Chán cơ mà có chán sức chán mẻ, đũa có chiếc dài chiếc ngắn thì chiếc xe không có chiếc này chiếc kia, thì cũng chia sẻ cho anh chị những chiếc xe này xe đẹp cho nó đẹp đây, đẹp không, đẹp lắm. Lắc này một cây nguyên con bỏ này chạy trước anh chạy xước, nó không đẹp được. Đó rất tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Vô luôn kim cô và Lovias, thì Lovias này thì nó trong máy móc viên đầu nồi chưa rớt xe liền, có đầy suốt nghe một vài chút, đầy keo của một cây nguyên con này, không có cấn động, không cấn động cho anh chị luôn nghe, vỏ bánh trước sau vậy coi, 7 giờ rưỡi em xem, anh chị đến hàng bán cho 7 triệu, chơi đẹp cho anh chị cả luôn. Đó. Tiếp theo là kim cô 50 này thì cái giá học sinh viên anh chị đi được là 9 rưỡi, em giảm cho 2 triệu luôn, 7 rưỡi tới hàng lấy, ship đi 8 triệu, số đẹp Sài Gòn, tình yêu thương của tôi kim cô 50 nghe, kim cô 50 xe hơi cũ luôn, mới khen. Và tiếp theo là một con Novo 6 thì biển số là 62B1 35669, 17.800 em giảm luôn, còn 16 triệu cho anh chị luôn đó. Ship đi là 16 năm rồi, còn em bán 16 triệu xe này quá phum luôn chị. Đỏ đen, xe đẹp. Còn anh chị còn những xe mà 13 14 triệu sao em có, ở chỗ nào bán theo giá chỗ đó. Không xô bồ. Giá đưa chính xác, chất lượng là phải có. Cứ đem về bán số lượng, bán làm gì, bán một thời gian mất uy tín hết, chia sẻ cùng nhau nghe quý anh chị. 61C1 này. 09361 14 năm em không bớt, chiếc xe này quá phum luôn. Nhưng mà tới cửa hàng giảm 5 xị còn 14 triệu, xem phone em nó phone Alex Robo. Vỏ bánh trước sau thắng đĩa câm liền rồi mát đầy đủ hết. Còn con này 36B3 này. 12220 24 thì em giảm chỉ triệu 23 tới hàng còn 22 năm. Không bao giờ em bán 20 triệu 21 triệu 19 triệu này đi mua xe lại cao quá anh chị ơi. Mua không có xe để bán luôn, cái giá thị trường là như vậy em phải chấp nhận lời mấy trăm ngàn cũng bán luôn, chia sẻ dòng xe thông dụng nha. 6611 này. Rồi 2019 này. Năm 1968. Chiếc xe này 35 triệu giảm tiền 34 triệu, có xe mít cây nghe, mới lột keo, xe nguyên thủy, cản chưa lột keo, trên có lột cái cản còn nguyên chưa lột miếng keo. Chất lượng ở đây em quay lại cho báo anh chị cụ thể đó ra. Một con Janus này là ok 77G1 này. Năm 1960, 21 triệu giảm tiền 20 triệu tới 2019 năm. Phone này phone đẹp nghe anh chị, lốc này. Cực kỳ xe đẹp nghe. Xám nhám nghe anh chị, xám nhám xám đen nghe. Màu xám xi măng đẹp luôn nè. Đó, còn con Janus thì cũng chia sẻ con mát. Còn số lượng xe thì cũng còn rất là nhiều. Như hôm nay hôm qua em nói tắt thở nó không nổ đầu thì cũng có nhiều con nhà Center 135 này, đồ Future mập Future này thì em like luôn cho anh chị của Center này. Center 135 này, máy móc chuyên đầu nồi chưa rớt này, số Hồ Chí Minh KT 17 triệu này. Đây cái gì bo xì rút cái độc. Có gì bán cái đó anh chị ơi, không bao giờ tầm bậy tầm bãi. 59X2 này, 31221 17 triệu không bớt tới hàng giảm 500 còn 16 năm ngoạc này lúc mua. Bây giờ máy móc riêng đầu là chưa đó, anh chị muốn vô thêm chút xíu nữa chứ mà hai mấy triệu thì hơi cao quá đúng không? Thị trường nào mình ra thị trường đó thôi anh chị ơi. Nào tiếp theo là review xe, để em review anh chị một con Future đèn LED 71B4018 16, 28 năm giảm triệu 27 năm tới hàng còn 27 triệu, bọc cây nguyên con xe 3.000 cây số. Những cái gì lung linh tình đời em sẽ chia sẻ bán cho anh chị, mình chia sẻ hết nha. Rồi đây là một con Future 59M2 18625 21 triệu giảm triệu 20 triệu tới hàng giảm tới 5 xị nữa. Nếu em có giảm 5 xị thôi, em giảm cho chị 1 triệu rưỡi luôn, còn 19 năm thôi tới hàng còn ship đi 20 triệu. Một con Future 2018 đi phục da dết này đã lên quay y 125 luôn, quay 125 đầu có rất nhẹ. Em bảo chính xác giá luôn. Và em sẽ quay tiếp một con Future GT, một con GT này 95H1 này, 64686 95H1 64686. Coi đây anh sao 4686 đó, một Neo GT đầu có rất đẹp, xe liền có tè tem một vài chút giống như là mấy đốm con rùi đó, thấy đó chỗ tem quay sát lên thì nó có một đó một chốt này, hai chút này, nó những chút nào tè sẽ báo chị chơi. Giờ em like cho anh chị luôn, like đây 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 đây, 28 triệu giảm 1 triệu còn 27 tới hàng còn 26 năm đó, có tem có tè vậy nè, còn dần lông dần lá thẳng chân dần chân đẹp, ngay đầu có rất và rất đẹp lắm, mắt thường nhìn thấy em thấy là em báo. Rồi còn một con Future tiếp theo, Future 1 này, một con Future 1 liền từ đầu đuôi dàn lông dàn lá riêng sang riêng nghe.
vàng lông, vàng lá, riêng sơn, riêng thấy ngay cặp lóc rồi chưa bán chậm nghe. À, đi một cặp liền thái. Còn hộp xe đồ đều hết, xe thẳng. 59 xe 1, 7 năm, 2, 6 năm, 16 năm, giảm triệu 15 năm. Tới hàng còn 15 triệu. À, những cái gì em báo anh chị trong cái YouTube này thì đây là thực tế hết chứ không bao giờ ảo. Còn trong làm cái YouTube này có những câu nói này xúc phạm hay những lỗi lầm sai trái mà không có anh chị bỏ qua cho. Và những xe nào anh chị mến mào em đã thấy bảo có nói rồi, có đổi xe, có trao đổi xe trên toàn quốc nghe anh chị, cái chọn chiếc xe của mình chụp hình gửi em coi, em sẽ đưa xe của em cho anh chị thấy ưu thích, em sẽ gửi đến địa phương anh chị luôn. Còn thứ hai nữa là lúc em quay YouTube thì nó có những cái sơ suất là không quay rõ ràng cho anh chị thấy chi tiết thì anh chị cũng đừng buồn. Nếu cảm thấy chiếc xe nào mình thích biển số đó và chiếc xe đó thì anh chị kết bạn Zalo cùng em ba số trên màn hình, em sẽ cho anh chị coi chi tiết những chiếc xe đã có mặt tại cửa hàng phục vụ anh chị một cách tận tình và tốt nhất. Thôi cuối cùng clip tới đây cho Thái Bảo xin thay mặt cái hàng xe máy Thái Bảo cũng cảm ơn quý anh chị đồng hành ủng hộ cái hàng xe máy Thái Bảo trong suốt thời gian qua, và vặn lần khi ăn đấy quý anh chị chúc quý anh chị một ngày chủ nhật vui vẻ hạnh phúc và gia đình cùng người thân dùng bữa cơm thân mật vào buổi tối bên gia đình. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị trong clip tiếp theo của YouTube xe máy Thái Bảo, và xin chào hẹn gặp lại quý anh chị. Rồi địa chỉ quen thuộc, con đường quen thuộc, Bình Chiểu Thủ Đức nghe anh chị, em Bình Chiểu Thủ Đức đến với cửa hàng xe máy Thái Bảo, em xin chào anh chị yêu.